Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. Cơ quan an sinh xã hội đang đề xuất một thay đổi lớn trong việc chi trả tiền phúc lợi. Cơ quan an sinh xã hội SSA đang đề xuất một sự thay đổi lớn nhằm giảm số tiền thanh toán sai cho người thụ hưởng. SSA đã yêu cầu trao đổi số liệu của bảng lương bổng từ giới chủ nhân đang sử dụng lao động với cơ quan chính phủ để giảm đi sự phụ thuộc vào việc tự báo cáo mức thu nhập của những người có thể truy cập các chương trình thanh toán SSA như là phúc lợi bảo hiểm khuyết tật an sinh xã hội SSDI và các khoản thanh toán thu nhập an sinh bổ sung SSI. Cơ quan này gần đây đã phải đối mặt với các phản ứng dữ dội của dư luận vì đã cố gắng cho thu hồi lại các khoản thanh toán vượt mức đã chi trả cho những người thụ hưởng, một khoản tiền lên đến hàng chục ngàn đô la đã chi ra trong nhiều năm qua, với con số ước tính là 1.000 tỷ đô la tiền phúc lợi được chi trả hàng năm. SSA cho biết đã chi trả ra vượt mức 13,6 tỷ đô la trong năm tài chính 2022. Số lượng chính xác về con số người thụ hưởng đang nợ lại tiền của chính phủ không được công bố với đầy đủ chi tiết rõ ràng. Cơ quan này đã phải đối mặt với các câu hỏi về cách thức và lý do tại sao mà hàng tỷ đô la đã được chi ra không chính xác, điều mà theo quy định của luật pháp bắt buộc phải cho thu hồi lại, ngay cả từ một số người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Mỹ, bao gồm cả người già, người khuyết tật và những người sống sót của các nguyên đơn trước đây. Newsweek đã liên hệ với SSA để yêu cầu nghe lời bình luận của cơ quan SSA qua email ngoài giờ làm việc bình thường. Sự thay đổi được đề xuất này còn gọi là trao đổi thông tin về tiền lương, viết tắt là PIE, sẽ giúp làm giảm đi các sai sót trong các báo cáo qua thủ công và cũng giúp xác định ra các khoản lương có thể đã quên hay cố tình được che giấu. SSA đã cho công bố trong thông cáo báo chí được phát hành ra vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, cơ quan này tuyên bố rằng không được báo cáo muộn và thu nhập được báo cáo không chính xác từng là nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ thanh toán tiền chi trả vượt mức ấn định đối với những người đang thụ hưởng tiền SSDI và SSI. Cơ quan này cũng thừa nhận rằng mặc dù luật pháp có quy định SSA cần phải đòi lại số tiền dư thừa đã chi trả ra, nhưng điều đó có thể gây ra khó khăn về tài chính cho người đang thụ hưởng. Vì sự thay đổi này mà hiện chỉ là một sự đề xuất nên những người đang hưởng tiền SSDI và SSI sẽ không thấy bất cứ sự thay đổi nào mới về cách thức mà họ sẽ nộp báo cáo mức thu nhập và hoàn cảnh gia đình của mình cho cơ quan chính phủ SSA. SE cho tham vấn với cộng đồng về những thay đổi này sẽ được mở ra cho công luận góp ý cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Ủy viên Martin O'Malley ở SSA cho biết cơ quan an sinh xã hội đang thực hiện một bước rất quan trọng để làm giảm các khoản thanh toán không phù hợp, bao gồm cả các khoản chi trả vượt mức, bằng cách bảo đảm rằng chúng tôi nhận được số liệu về tiền lương kịp thời và chính xác. Việc trao đổi thông tin về bảng lương tự động này sẽ giải quyết sự sai sót đáng tiếc có liên quan đến việc cá nhân tự báo cáo và xác minh qua thủ công bằng cách tiếp cận thông tin hợp lý hơn. Phát ngôn viên của SSA có nói với Newsweek vào tháng 9 năm 2023, luật pháp yêu cầu cơ quan an sinh xã hội phải điều chỉnh phúc lợi hoặc cho thu hồi các khoản nợ khi chúng tôi xác định rằng ai đó đã nhận được các khoản thanh toán dư mà lẽ ra họ không được hưởng, do đó đã xảy ra tình trạng chi trả vượt mức. Chúng tôi phải duy trì trách nhiệm của mình với người nộp thuế trong bổn phận, hãy là người phụ trách tốt các quỹ ủy thác. Phát ngôn viên này còn cho biết thêm, trường hợp của mỗi một người là khác nhau và chúng tôi xử lý các khoản chi trả vượt mức tùy theo từng trường hợp một. Việc thanh toán vượt mức có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như khi người thụ hưởng không báo cáo kịp thời công việc hoặc những thay đổi khác có thể ảnh hưởng đến phúc lợi của họ. Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện khả năng kiểm soát các chương trình của mình và giảm các khoản thanh toán không phù hợp, mặc dù có sự thiếu hụt về nhân sự và hạn chế về nguồn lực đã thách thức việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, nhưng tỷ lệ thanh toán chi trả phúc lợi chính xác của chúng tôi vẫn rất cao. Giữa đêm, kẻ gian đột nhập nhà ngay Lido Sài Gòn, chĩa súng, cướp của.
một vụ cướp táo tợn tại nhà riêng vừa xảy ra vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày thứ Ba 20 tháng 2 ở khu nhà dãy số 13400 đường Millen Street, thành phố Westminster, ngay trung tâm Lido Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, theo đài KTLA 5. Điều làm cư dân lo ngại là ba nghi can vẫn chưa bị bắt. Bọn cướp đã chĩa súng vào 4 người ở trong nhà, trong đó có 2 trẻ em, theo Sở Cảnh sát Westminster. Sau khi nhận được điện thoại khẩn cấp 911 từ một phụ nữ báo cáo về vụ cướp, thì cảnh sát đã đến nơi phát hiện 3 nam nghi can chạy ra khỏi hiện trường trên một chiếc xe van màu xám. Mặc dù cảnh sát tức tốc truy đuổi, nhưng chiếc xe vẫn trốn thoát được ở khu vực đường Westminster Boulevard và Bonsa Chica Road. Cả ba nghi can đều mặc áo báo nỉ có mũ trùm đầu và kéo mũ trùm đầu lên. Khi bọn cướp xâm nhập, trong ngôi nhà có 4 người, gồm một người đàn ông trưởng thành, một phụ nữ cùng 2 bé gái 7 và 4 tuổi. Theo cảnh sát cho biết, hai người trong số nghi can được trang bị súng ngắn đã dùng vũ lực đột nhập vào nhà. Bọn cướp vào phòng ngủ của nạn nhân nam trưởng thành, chĩa súng vào ông trong khi lục soát đồ đạc và lấy đi một số vật dụng có giá trị. Giá trị chính xác của số đồ bị đánh cắp vẫn chưa được xác định. Đơn vị chống tội phạm của Sở Cảnh sát Westminster đang nỗ lực theo đuổi mọi manh mối khả thi trong cuộc điều tra. Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên lạc với cảnh sát viên Che Figuera theo số 714-548-3783. Ngoài ra, những người có thông tin muốn ẩn danh thì xin gọi cơ quan ngăn chặn tội phạm Orange County ở số 1-855-847-6227. Đánh một ông 60 tuổi bất tỉnh, một thanh niên ở Santa Ana đã bị bắt. Một thanh niên Santa Ana bị bắt vì nghi đánh trọng thương một ông 60 tuổi ở trên vỉa hè xa lộ Pacific Coast Highway, viết tắt là PCH, ở Newport Beach. Cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register hôm thứ Ba 20 tháng 2, vụ tấn công xảy ra khoảng 12 giờ trưa thứ Hai và cảnh sát chưa biết lý do nạn nhân bị đánh. Trung sĩ Steve O'Brien, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Newport Beach, loan báo. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân bất tỉnh ở trên vỉa hè xa lộ PCH gần sát biển, kế bên công viên tiểu bang Crystal Cove State Park, ông O'Brien cho biết. Nạn nhân bị rách đầu và bị chấn thương mặt, có lẽ là do bị đấm. Theo ông O'Brien, nạn nhân được đưa đi bệnh viện nhưng tới chiều thứ Ba vẫn chưa rõ tình trạng ra sao. Không lâu sau khi tới hiện trường vào hôm thứ Hai, thì cảnh sát bắt được nghi can Stephen Solis, 28 tuổi, là cư dân Santa Ana. Ông O'Brien cho hay sau khi đánh nạn nhân, nghi can Solis bỏ chạy nhưng vẫn ở gần đó. Nghi can Solis bị giam vì tội hành hung, hành hạ người cao niên, chơi ma túy và cản trở cảnh sát, ông O'Brien cho biết. Quái vật Zila cắn chết người ở Mỹ. Nhiễm nọc độc của thằn lằn cưng được mệnh danh là quái vật Zila, một người đàn ông ở Colorado đã qua đời vào hôm 16 tháng 2, theo đài BBC. Christopher Ward, 34 tuổi, lập tức được đưa đến bệnh viện sau khi bị một con thằn lằn bản địa ở Mỹ cắn vào ngày 12 tháng 2. Con vật trong số hai thú cưng được mệnh danh là quái vật Zila do người đàn ông này nuôi dưỡng và chăm sóc. Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, nạn nhân đã qua đời sau đó vài ngày. John Romero, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Lakewood cho biết vào hôm 20 tháng 2. Quái vật Zila là loài bò sát có nọc độc, sống tự nhiên ở vùng phía tây nam nước Mỹ và các khu vực lân cận của Mexico. Vết cắn của chúng có thể gây đau đớn dữ dội và khiến cho nạn nhân bất tỉnh, nhưng thường không gây tử vong đối với con người. Vì thế, trường hợp tử vong của Christopher được xem là hy hữu. Tuy nhiên, các quan chức điều tra của quận Jefferson đã từ chối bình luận về nguyên nhân cái chết. Nó có liên quan đến nọc độc của thằn lằn hay là một số tình trạng bệnh lý khác vẫn còn là ẩn số. Sau sự việc, thì bạn gái của nạn nhân đã giao hai con thằn lằn có tên là Winston và Potato cho nhân viên kiểm soát động vật Lisa Crookston, trong đó Winston đang được xem là thủ phạm. Người bạn gái cũng trình báo với cảnh sát rằng cô đã nghe thấy điều gì đó không ổn và bước vào phòng thì thấy Winston đang bám chặt vào tay Christopher.
Theo báo cáo điều tra thì Christopher kể ấy bắt đầu có các triệu chứng kỳ lạ, nôn mửa nhiều lần, cuối cùng thì bất tỉnh và ngưng thở. Sau khi được cấp cứu trong bệnh viện, anh đã chết não chỉ trong vài ngày. Người bạn gái tiết lộ thêm về nguồn gốc của hai con thằn lằn. Winston được họ mua tại một triển lãm bò sát ở Denver vào tháng 10 năm 2023, còn Potato thì đến từ một nhà chăn nuôi ở Arizona vào tháng 11. Được biết việc sở hữu quái vật Gila là bất hợp pháp ở Lakewood, người phụ nữ nói với cảnh sát rằng cô muốn chúng ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Các nhân viên làm việc với Sở Tài nguyên Thiên nhiên Colorado đã gửi những con thằn lằn này đến vườn bò sát bên ngoài thành phố Rapid, Nam Dakota. 26 con nhện thuộc nhiều loài khác nhau cũng được đưa từ nhà của nạn nhân đến nơi trú ẩn động vật gần đó. Nvidia đã vượt Tesla, trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Mỹ. Sự hào hứng của nhà đầu tư với làn sóng AI giúp giá trị giao dịch cổ phiếu Nvidia đạt 30 tỷ đô la một ngày, cao nhất tại Wall Street. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tính trung bình 30 phiên gần nhất, giá trị giao dịch hàng ngày của cổ phiếu Nvidia là 30 tỷ đô la. Trong khi đó, con số này của hãng xe điện Tesla chỉ là 22 tỷ đô la. Nvidia vì thế đã vượt Tesla để trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Wall Street. Từ năm 2020 thì Tesla thống trị vị trí cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Mỹ. Theo số liệu của hãng thông tin tài chính LSEG, tổng giá trị giao dịch có nhiều thời điểm lên đến 30 tỷ đô la một ngày. Từ năm ngoái thì nhà đầu tư vẫn hào hứng với các cổ phiếu có liên quan đến AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu Nvidia và Supermicro Computer phiên hôm qua đóng góp nửa giá trị giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Mỹ. Dù vậy, việc này có thể khiến nhà đầu tư dễ tổn thương trước các kết quả kinh doanh của Nvidia. Hôm 21 tháng 2, hãng chip sẽ công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. Đây là một trong những sự kiện được quan tâm nhất tuần này. Một số nhà phân tích cho rằng nếu không đạt kết quả dự báo, đà tăng 40% của cổ phiếu Nvidia đầu năm nay có thể đảo ngược. Cổ phiếu Nvidia đã giảm 5% trong phiên 20 tháng 2, cho thấy nhà đầu tư đang hồi hộp chờ báo cáo này. Dennis Dick là nhân viên giao dịch tại Triple D Trading Canada cũng cảnh báo giá trị giao dịch AI cao ngất ngưỡng của các cổ phiếu liên quan đến AI, vì điều này cho thấy nhà đầu tư cá nhân đang hành động dựa trên xu hướng nhiều hơn là yếu tố nền tảng. Supermicro, công ty cung cấp linh kiện cho Nvidia, ghi nhận giá trị tăng gần gấp 3 lên 43 tỷ đô la trong năm nay. Nvidia hiện kiểm soát 80% thị phần chip AI cao cấp. Tuần trước, vốn hóa hãng này vượt Amazon và Alphabet để trở thành công ty giá trị thứ 3 tại Mỹ sau Microsoft và Apple. Ngược lại, cổ phiếu Tesla năm nay giảm 23%, hãng xe điện đang đối mặt với nhu cầu giảm sút và cạnh tranh tăng cao. Một phần cánh bị bung, máy bay dân dụng của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp. Theo truyền thông Mỹ thì sự việc trên xảy ra khi máy bay của hãng hàng không United Airlines đang trong hành trình từ thành phố San Francisco tới Boston vào hôm 19 tháng 2. Hành khách Kevin Clark có mặt trên chuyến bay số 354 của hãng hàng không United Airlines, người quay video thời điểm sự việc xảy ra, kể lại rằng ông đã nghe thấy một tiếng rung chuyển đáng kinh ngạc mà bản thân chưa từng biết đến. Khi sắp hạ cánh xuống Denver thì phần cánh đó bung khỏi máy bay, ông Clark kể với kênh WCVB. Sau khi phát hiện sự việc, tổ lái máy bay nhanh chóng điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Denver ở tiểu bang Colorado. Toàn bộ 165 hành khách được chuyển sang một phi cơ khác để tiếp tục hành trình và không có trường hợp bị thương nào được báo cáo. Trang ABC News dẫn lời chuyên gia Steve Ganija nhận định bộ phận bị bung là một phần tấm cánh cản, tức là slat, nằm ở phía trước của cánh máy bay, có tác dụng như là phanh khí động làm tăng lực cản của máy bay khi hạ cánh. Nếu có thêm bộ phận ở phía trước bị bung thì điều này có thể tác động tới khả năng kiểm soát máy bay của phi hành đoàn, ông Ganya nói. Sập tòa nhà ở ngoại ô Beirut, Lebanon khiến cho 4 người tử vong.
Một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon đã bị sập vào tối 19 tháng 2, khiến cho 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Tòa nhà ở ngoại ô Chuaifat, phía đông nam thủ đô Beirut của Lebanon, đã càng xuống cấp, đổ nát sau nhiều ngày mưa lớn. Giới chức địa phương cho biết tòa nhà 4 tầng được coi là không an toàn. Chính quyền thành phố đã ra lệnh di tản vào 2 năm trước vì lo ngại nền móng của tòa nhà đã bị yếu. Bất chấp lệnh di rời này, chủ của tòa nhà vẫn cho nhiều gia đình người Syria thuê các căn hộ tại đây. Theo ông Raza Jrek, thuộc Hiệp hội Y tế Hồi giáo tham gia hoạt động cứu hộ, thì hầu hết những người sống trong tòa nhà là công dân Syria. Ông Raza Jrek cho biết có 4 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cũng đưa tin 2 phụ nữ, một người đàn ông và một trẻ em đã thiệt mạng trong vụ việc này. Ông Jrek nói với hãng tin AP rằng 2 người phụ nữ và một cậu bé đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện điều trị. Nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Lebanon nói với đài truyền hình AL Jadid địa phương tại hiện trường rằng 17 người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lebanon tiếp nhận khoảng 805.000 người tị nạn Syria theo đăng ký với Liên Hiệp Quốc, nhưng chính quyền nước này ước tính con số thực tế còn cao hơn nhiều, từ 1,5 triệu đến 2 triệu người. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu quý vị chưa subscribe thì mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra video mới. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video kỳ tới.